Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm 160 phường Văn Huy Ích, quận Gò Vấp, chất đầy những mặt hàng thời trang do Tô Đình Khánh, 29 tuổi làm chủ. Vợ của anh là Trần Thị Thương, 25 tuổi, ngồi trước điện thoại chuẩn bị livestream bán hàng online. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu mở máy, vừa trò chuyện, vừa giới thiệu sản phẩm để bán hàng, thi thoảng còn hát cho mọi người nghe. Suốt buổi livestream, đôi lúc Khánh phải xin phép khách nghe điện thoại. Dù có nhiều nhân viên trực điện thoại, nhưng nhiều người chỉ thích gọi cho anh để đặt hàng, bởi họ yêu mến chàng trai 4 năm trước bị cắt hai chân nhưng nghị lực nổi tiếng trên mạng xã hội. Đình Khánh là anh cả trong gia đình có 3 con, ba mẹ làm nông ở Đắk Lắk. Hết cấp 3, anh rời quê lên Sài Gòn bán hàng online, nuôi mộng mở cửa hàng riêng. Một đêm tháng 4 năm 2018, Khánh đột ngột bị tắc mạch máu ở bụng. Anh phải trải qua hai cuộc phẫu thuật với lời nhắn của bác sĩ tới gia đình rằng cả nhà hãy chuẩn bị tâm lý. Tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê, đôi chân của Khánh bị cắt đến khớp háng. Gần một năm thu mình trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh muốn tự mình vực dậy. Cũng năm đó, Trần Thị Thương quê Bình Định đang làm nhân viên đóng gói cho một cửa hàng ở Nhật Bản. Một tối cô tình cờ lướt mạng thì thấy video về một chàng trai không chân chia sẻ về cách sinh hoạt hàng ngày. Mình rất ấn tượng bởi nghị lực và tinh thần lạc quan của anh ấy. Mình rất muốn biết thêm về anh nhưng quên bấm lưu video nên mình không biết thêm thông tin nào về anh, cô gái cười chia sẻ. Phải đến đầu năm nay, khi Thương sắp bước qua năm thứ 6 làm việc ở Nhật Bản, nếu ở lại cô có cơ hội được ký hợp đồng làm việc lâu dài tại đây. Nhưng bất ngờ hình ảnh Khánh rạng rỡ trên chiếc xe lăn lần nữa xuất hiện trong một video trên mạng xã hội. Mình xúc động khi lại được thấy anh vẫn khỏe mạnh, vẫn vui cười, Thương nói. Lúc này chàng trai Tô Đình Khánh không những đã vượt qua biến cố mà còn trở thành một người nổi tiếng. Ngoài ra việc bán hàng online của anh cũng khá thuận lợi. Chàng trai cũng vừa chia tay người yêu là một cô gái xinh đẹp vì lý do gia đình bạn gái phản đối mối quan hệ. Từng vài lần bị tổn thương, tôi không dám tiếp tục đến với ai nữa, Khánh cho biết cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Thương đã tìm ra được Facebook của anh và chủ động nhắn tin làm quen. Xúc động trước một dòng tin nhắn dài chia sẻ về những tình cảm người lạ với 3 năm tìm kiếm. Mong được gặp mình, Khánh gõ tin trả lời Thương. Thời gian đầu quen nhau, họ hay nhắn tin và gọi điện cho nhau vào khoảng 10 giờ tối theo giờ Việt Nam. Khi đó, Khánh mới làm việc xong. Còn ở Nhật thì đã sắp bước sang ngày mới. Về sau cứ mỗi sáng trong 30 phút đạp xe đến chỗ làm, Thương thường gọi điện, trò chuyện cùng Khánh. Cuối tuần đi chơi hay đi mua sắm, cô gái cũng quay video để Khánh có thể ngắm cảnh từ xa cùng mình. Không ai ngỏ lời yêu với đối phương, nhưng họ luôn cảm thấy mình rất gắn bó với những chia sẻ hàng ngày như thế. Vì khoảng cách địa lý và những tổn thương từ những mối tình trước, Khánh không dám nghĩ xa xôi. Nhưng lúc đó Thương đã gọi điện cho mẹ ở quê nhà kể rằng mình có tình cảm với một người khuyết tật. Qua những lời mô tả, người mẹ biết người thương của con gái là Tô Đình Khánh. Chàng trai bà đã biết từ lâu vì xem những video truyền cảm hứng của anh trên mạng xã hội. Con có tin vào tình cảm của mình không? Con thực sự dám yêu một người khuyết tật không? Đừng để cậu ấy phải buồn vì con, người mẹ nói với tình thương dành cho Khánh. Bà sợ Thương chưa đủ chín chắn sẽ làm tổn thương anh. Thương không ngần ngại tâm sự với mẹ rằng mình yêu Khánh. Cô gái nói với mẹ rằng sẽ về Việt Nam để được làm việc, sống gần Khánh hơn. Sợ quyết định sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và nhiều dự định tương lai của Thương ở Nhật. Khánh nói, lỡ em về mà chúng ta không thành thì sao? Thương đáp lời, em sang Nhật đã 6 năm, chưa về nước. Hãy xem đây là một chuyến về thăm nhà của em để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vậy là tháng 5 vừa rồi, Thương bỏ lại những dự định ở xứ người, về tìm người yêu. Khánh đón Thương ở sân bay, tay phải cầm điện thoại gọi, tay trái bấm nút điều khiển xe lăn điện, khum người ôm bó hoa tặng Thương vào lòng. Thấy bạn gái nhưng không thể chủ động chạy đến ôm nên mình luống cuống lắm. Bất ngờ là Thương chạy lại vuốt má và ôm mình. Thương ấm áp và xinh hơn trong hình nhiều, Khánh hồi tưởng. Ở lại Sài Gòn cùng Khánh một ngày, Thương về thăm mẹ ít hôm rồi vào thuê căn trọ gần nhà Khánh để ở. Hằng ngày cô gái sang nhà phụ anh bán hàng online, đồng thời quan sát nếp sinh hoạt hằng ngày của Khánh. Tuy không còn đôi chân nhưng anh có thể làm hết mọi việc, ít cần sự giúp đỡ của người nhà. Đặc biệt anh rất giỏi buôn bán, lạc quan và nghị lực, Thương cho biết. Còn với Khánh, chàng trai nhận ra Thương không chỉ muốn chăm sóc mình mà còn quan tâm những người bạn đồng cảnh của anh. Nhìn bạn gái tranh đút cơm, gõ xương cho Ngọc Nhất, một người em quen biết, mất hai tay khiến Khánh nhận ra Thương có một tấm lòng rất nhân hậu, chân thành và tử tế với mọi người xung quanh. Yêu nhau, ban ngày họ quấn quýt cùng làm việc, buổi tối cùng nhau đi uống cà phê, ngồi nghe nhạc, đi ăn hủ tiếu gõ ở những quán gần nhà. Thỉnh thoảng Thương dẫn Khánh đến trung tâm thương mại, những chỗ có thể tiện cho Khánh dùng xe lăn di chuyển. Tình yêu của họ không có sóng gió hay những lần cãi vã to tiếng. Dịp sinh nhật Khánh hôm 19 tháng 6 vừa rồi, Thương bí mật phối hợp cùng gia đình tổ chức một bữa tiệc dành cho Khánh.
Trong khoảnh khắc chắp tay ước và thổi nến, Thương nói rằng hãy ước sẽ có được em đi. Người bình thường tìm tình yêu đích thực là khó. Người khiếm khuyết như anh Khánh muốn tìm lại càng khó hơn nhiều lần. Mình muốn dành tình yêu và những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy, Thương trải lòng. Bà Trần Thị Nhiên, mẹ Khánh, ban đầu không tin tình yêu của hai người sẽ lâu bền. Tôi sợ Thương còn trẻ, tình cảm chỉ nhất thời, trong khi những khó khăn khi làm vợ người khuyết tật lại rất nhiều. Dù từng trò chuyện với mẹ Thương và vợ chồng anh chị hai của cô qua điện thoại trước đó, nhưng khi bạn gái rủ về nhà ra mắt, chàng trai vốn lạc quan bỗng dưng rụt rè. Một đêm đầu tháng 9, khi Thương xuất hiện trong một livestream cùng Khánh, một khán giả hâm mộ đã gọi nhầm tên cô với người yêu cũ của Khánh. Trước đó nhiều người cũng ác ý bảo rằng cô đến với anh là vì tiền, không có tình yêu, khiến Thương tủi thân. Khánh bấm nút điều khiển xe lăn lại gần bạn gái hơn, anh an ủi. Anh được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, làm người yêu của anh, em phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua nhiều lời nói không hay và đôi lúc sẽ tủi thân như thế này, khó khăn như thế, liệu em có đồng ý đồng hành với anh suốt đời không? Lời động viên trở thành một lời cầu hôn từ đáy lòng. Thương đứng dậy ôm chầm lấy Khánh, lặp lại nhiều lần câu, em đồng ý, em đồng ý. Vậy là cặp đôi đã có một cái kết đẹp vào ngày 16 tháng 10 vừa qua trong sự chúc phúc của người hâm mộ và người thân. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.